9 lợi ích của trà hoa artiso đỏ với sức khỏe Trà hibiscus hay trà hoa artiso đỏ còn được gọi là trà bụp sấm được làm từ phần đài hoa của cây hibiscus. Đây là loại trà thảo dược thơm ngon, có nhiều lợi ích với sức khỏe. 1. Thành phần dinh dưỡng của trà hoa artiso đỏ Cây hibiscus thích hợp với điều kiện khí hậu nước ta, có thể trồng trong các vườn gia đình để lấy đài hoa làm nước uống và làm thuốc, hoặc có thể phơi khô và bảo quản để pha nước trà uống hàng ngày. 2. Một số lợi ích sức khỏe của trà Atiso Là thực phẩm giàu chất chống oxy hóa Cây bụp giấm rất giàu các chất chống oxy hóa như beta-carotene, vitamin C và anthocyanin giúp cải thiện một số tình trạng sức khỏe trên diện rộng. Chất chống oxy hóa phá hủy các phân tử có hại là các gốc tự do trong cơ thể. Các gốc tự do gây ra thiệt hại cho các tế bào góp phần gây ra các bệnh như ung thư, bệnh tim và đái tháo đường. Trong khi cơ thể sử dụng chất chống oxy hóa của riêng mình để chống lại tác hại của các gốc tự do, thì thực phẩm giàu chất chống oxy hóa cũng đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa bệnh tật. Chống lại chứng viêm theo một số nghiên cứu trên động vật và một số nghiên cứu nhỏ trên người đã cho thấy khả năng chống viêm của cây Hibiscus. Viêm đóng một vai trò trong sự phát triển của nhiều bệnh tật, bao gồm ung thư, hen suyễn, bệnh Alzheimer, bệnh tim và viêm khớp dạng thấp. Uống trà Hibiscus có thể cung cấp các tác dụng chống viêm hữu ích từ thành phần các chất chống viêm, chống oxy hóa. Hỗ trợ cải thiện huyết áp Tăng huyết áp là nguyên nhân dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như đau tim, đột quỵ, suy tim và bệnh thận. Trong các thử nghiệm lâm sàng, uống trà Hibiscus có thể hỗ trợ cải thiện huyết áp. Tuy nhiên, Trung tâm Quốc gia về sức khỏe bổ sung và tích hợp Hoa Kỳ chỉ ra rằng, trà Hibiscus và các biện pháp chữa bệnh bằng thảo dược khác chỉ làm giảm và điều hòa huyết áp ở những người mới xuất hiện các triệu chứng tăng huyết áp. Chúng không thể thay thế thuốc chữa bệnh cho những người đã được chẩn đoán mắc bệnh tăng huyết áp. Hỗ trợ giảm cholesterol. Cholesterol cao là một vấn đề sức khỏe khác ảnh hưởng đến rất nhiều người và góp phần gây ra các bệnh nghiêm trọng như đau tim và đột quỵ. Một nghiên cứu được công bố năm 2011 đã chỉ ra, việc dùng trà hai biscuits 2 lần một ngày trong liên tục 15 ngày giúp tăng cholesterol tốt. Các nghiên cứu khác bao gồm một đánh giá tổng hợp được công bố năm 2014 lại cho thấy việc uống trà hibiscus hoặc chiết xuất từ cây bục dấm giúp tăng cholesterol tốt. Đồng thời, nó cũng hỗ trợ giảm cholesterol xấu và triglycerides trong máu. Triglycerides cao có thể là nguyên nhân gây mỡ máu, gan nhiễm mỡ, sơ vỡ động mạch, nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Hỗ trợ giảm cân Không chỉ là một đồ uống thơm ngon, Trà bục giấm còn hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Vì trong trà có chứa các chất có thể kích thích quá trình sản xuất amylase trong cơ thể. Đây là enzyme có chức năng phân hủy tinh bột, đường, tránh tích tụ mỡ thừa. Nhưng để việc giảm cân thực sự hiệu quả, bên cạnh việc sử dụng trà hibiscus cần có một thực đơn lành mạnh và khoa học. Kháng khuẩn Trà hibiscus giàu vitamin C là một dưỡng chất thiết yếu để tăng cường và kích thích hoạt động của hệ thống miễn dịch. Trà hibiscus cũng được biết đến với tính chống viêm và kháng khuẩn. Do đó, nó bảo vệ cơ thể khỏi bị cảm lạnh và cúm. Nó cũng được sử dụng để điều trị chứng khó chịu do sốt. Hỗ trợ sức khỏe gan khi uống trà bụp giấm. Chiết xuất bảo vệ gan khỏi nhiều loại độc tố có thể là do hoạt động chống oxy hóa mạnh mẽ của trà bụp giấm hỗ trợ giảm đau khi có kinh nguyệt. Uống trà hibiscus thường xuyên giúp giảm bớt chứng chuột rút và đau bụng trong kỳ kinh. Nó cũng giúp phục hồi sự cân bằng nội tiết tố, có thể hỗ trợ làm giảm các triệu chứng của kinh nguyệt như sự thay đổi trạng thái, trầm cảm và ăn quá nhiều. Chống trầm cảm Trà hibiscus chứa vitamin và khoáng chất như flavonoids có tính chống trầm cảm. Tiêu thụ trà hibiscus có thể giúp làm dịu hệ thần kinh, từ đó làm giảm lo lắng và trầm cảm bằng cách tạo ra một cảm giác thoải mái trong tâm trí và cơ thể. 3. Cách pha trà hoa hibiscus Trà hoa hibiscus có thể pha theo hai cách là uống trà nóng hoặc trà lạnh. Trà nóng, cho 2 đến 4 muỗng đài quả hoa bục giấm khô vào nước nóng vừa phải, ngâm kín trong 10 đến 15 phút rồi lọc lấy nước uống. Nếu không uống được vị chua thì có thể thêm một chút mật ong vào trà cho dễ uống. Ngoài ra, vắt vài giọt chanh, vỏ cam quýt hay vài màu quế sẽ giúp tăng thêm hương vị thơm ngon của trà hoa hibiscus. Nếu muốn uống trà lạnh thì hãy thêm một chút đá. Trà lạnh, ngâm hoa hibiscus khô trong nước 2 ngày không yêu cầu đun sôi, sau đó lọc lấy nước uống. Trà hoa dâm bụt còn có thể ngâm trong nước đường hoặc mật ong để làm siro hoặc ngâm với rượu nhẹ để làm rượu vang rất tốt cho sức khỏe. 4. Uống trà hibiscus đúng cách Để những lợi ích sức khỏe của trà hoa hibiscus phát huy hiệu quả, chỉ nên sử dụng ở mức độ vừa phải 1 đến 2 cốc trên ngày. Người bệnh đái tháo đường cần theo dõi mức đường máu thường xuyên trong khi uống trà hoa hibiscus. Người bệnh tăng huyết áp cần theo dõi huyết áp chặt chẽ khi vừa dùng trà vừa sử dụng các thuốc hạ áp khác. Không uống trà hoa bụp giấm trong các trường hợp sau. Huyết áp thấp. Dùng thuốc co chứa chloroquine, thuốc sốt rét. Đang mang thai hoặc cho con bú. Có tình trạng dị ứng sau khi uống trà. Mắc các bệnh về phổi bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và ho kéo dài cảm ơn mọi người đã xem video này xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau